Hey YouTube family, so today we are back at my mommy's house and my cute little nephew Michael Christopher. So what's your name? Don't let it out, you too cute. My mom made pho today, so we got some homemade pho right here. Ta-da, this is my sister Leon. Hi mommy. Yeah, I dab you, yeah bye. Yeah, I'm about to dab you. So she got some homemade pho, so let's dig in. Look how cute the kiddos are. Is it good? Very good. Very good, Christopher? It's very good? Yeah, I like noodles. You like noodles? Not Michael. Michael don't like noodles much? No. You like grandma's pho? Mommy. Over here we have beef and tripe. I love tripe. Then the chicken bones and the chicken meat. I don't want to eat chicken pho, but I do love tripe, and it is nice and crunchy. Peppers. Okay. And my bean sprouts. Mm. Anthony, you want some bean sprouts? No. Look what I got. Oh my god, chicken skin. The best. I want a bone. Because I love chewing on bones. Sriracha. Some hoisin sauce. Got too much. I know, right? I need a spoon. You had a fork. You had a fork. I sure did, buddy. All right, I'm going to sit over here. Yeah, you have too much fish. Rồi tôi có nguyên một miếng da bự luôn. Chicken skin. Không có đứa nào ăn thịt tết rồi nha. Gà dai hả? Canada. Đi bổ. Mày thích gà. Gà tốt là gà gì? Nhà con Minh kia trở lại rồi. Thân với mày rồi, mày hà, mày hà, mày hà. Nó cầm phải đi, có bọn đi, có gì giờ đâu, đâu, nó đi lắc. So, this is my sister Lan. This is the one that raised me. She's the closest one, which she is 9 years apart? Everybody else is much older. You're 29. I mean, 9 years, I'm 29. Oh, this coming April will be your 30. No. I'm 30 years old. Yeah. Welcome to the 30s. I think I will. My baby will do the same of your birthday. That'd be a smart baby. The Taurus. Tall headed. You move? Oh, Mike was in here? Oh, my mom. Rồi mâm. Vậy đây ngồi áo đẹp quá đi, ngồi đây ngồi người ta thấy rồi. Want some more juicy? No. You done? Chị Lan ơi, mày chị Dương ơi. Có ớt dầu không? Có ớt sa tế không? Có ớt sa tế không? Sa tế á, ớt sa tế. Sa
lâu quá rồi không ăn. Không có ăn đâu. Con thịt tót con thấy nó ăn kiểu vậy. Con thịt từ nãy không tay. Trời ơi, ăn miếng kìa nè, nó ca nè. Ốc miếng bỏ hết. Ăn chi ca dữ vậy? Không biết. Gái nào là gái ớt nào là ớt không cay, gái nào là không gái không hay ghen chồng. Đúng rồi, con này á. Ghen không cay cho nó mệt. Bỏ rồi giống ghen, nó ngồi yên đó mà nó mừ thử được ghen. Tại cũng cá bó quá chứ sao. Dạ nhắc cử nhắc động thử ra ai hay ai thua. Nước gà không cũng ngon. Ngon. Nước trong bò cũng ngon. Bỏ chung mình. Nước gà không cũng ngon. Dì đánh quýt đi, dì mình luôn. Nó ăn một tô thịt bự rồi. Ôi, dạ, nó sẽ lên bên mình mồm màu lại nó mới ngồi đi. Ừ. Nó ăn luôn. Ai là bỏ nước cho nó nữa. You finish all your food? Should you bring the broth too, baby? Well, no. That is broth. The broth is the juices. She said she don't want to. Okay. Here. Take it home. My belly is getting big. I cannot wait into it. It's over. Oh yeah, she is. How many months pregnant? 30 weeks. Oh, you do like next week. I do it like every time I hit 37, man. By the time I hit 36, I really want it out. Take it to the bathroom, Juice. And then. Mm-hmm. Then. Take this to the bathroom, wash your hand. Cái tô này xong rồi khỏi thở luôn. Ăn cái tô này xong rồi ta khỏi thở luôn. Con này nó ăn không có ăn rau là thở lấy gì đó. Nó bỏ thở thêm đó. Xong rồi tính. Các cái này vì mô lắm mình ok. Ok. Áo đẹp á. Dùng cái gì đẹp. Cái áo má đẹp á. Trời ơi cũng rất có biết ngon cùng nó đẹp không này là đẹp gì? Trời ơi khen cái nói ok được thôi. Không có ok đẹp áo này nó không có đẹp. Rồi mình thấy cái áo này đẹp hơn mấy anh rồi. Đẹp hay không trong mắt người nhà. Bà không có kim tiếng cho nên bà không nói đẹp. Không có kim tiếng không có chút xíu. Có bà tiếng rồi mà. Đừng đi khóc. Khóc vô đó được. Con gái. Nấu nước gà này ta bỏ ít cùng ngọt đấy. Nước gà thăm mà nó ngọt. Tao mua một bị là bì đó. Bì ai về tao lát bắt. Ai đâu nói mình bơi vậy. Còn mà tao rối vô tao nó dọc lát cái nước tao một con gà kia nữa. Tao nắng nước ngon. Nước tao thàn mình bò đó luôn mà. Ngon nước phở nấu nấu rồi. Dạ pin. Dạ. 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 Use me. Nó chưa? Em nó chưa? Nó xong. No. I didn't
Mochi. What is this? Mochi. No, that is the right cake. Mochi. Yeah. Mochi right cake. I know, I say mochi too, but it's called mochi. Yeah, the mochi ice cream. They have ice cream in there. This one is right cake. My đúng là ông chồng ngon, ông chồng đẹp trai, ông chồng học giỏi, ông chồng trí thức. Mấy cái mình đây là Sam là mấy thằng trí thức rồi nó không. Cho ai mệt quá đi, đi xe gần. Đi xe ông. Ông anh. Ông hai đó. Không đánh bạc, không nói bậy. Nói bậy quá, đang nhìn TV nói bậy quá. Có cái đầu nhà sáu mà lâu. Nó đừng quay phim. Ai ta chà chà chà. She said my tattoo. My boyfriend don't want me. He don't care. He don't have tattoo. And I go on TV talking about some pussy. Hồi nãy mình chưa có hoa đâu. Có hồi nãy qua nó đang đó. Nhưng mà cái lòng con tốt. Cái lòng con tốt. Cái lòng con tốt. Mày nó cũng được. Hoàng hậu đích bự đây. Chị nói lên con với người Việt Nam. Ở bên Việt Nam nó chưa con là hoàng hậu đích bự. Ừ, ở bên Nam. They have songs about me there. When you come to Việt Nam? Nó lắp, ta hay biết nó là nó lắp mấy à. Không biết mấy mấy chứ không phải mấy à. Mà nó biết cái tiếng I love mà, I love mấy mây mà. Em đang con vai rồi Việt Nam. À, hồi nào tao cũng thấy nó. Đó, thằng đây, còn tăng cảnh. Đúng rồi. Hay rồi. Biết có nhìn gì. I don't know who he is. Nó để cái. What she talk about him all the time. Nó để cái chữ nữa. Mệt à. Ê, no. Ngon chưa chiều đâu? Lâu quá rồi không ăn phở má nấu, đang nấu ngon quá. Ngon. Anh mơ. Well guys, that is noodles of my mom. I am so stuffed. Đâu bên này nè. Đập cái ruột con khóc có đại ngay. Cái hài ta bằng áo, đập lét bên này ta bằng. Em biết là bò phải xịt. So these are persimmons. Okay, it's a fruit. It kind of looks like a tomato, but it's sweet. It's crunchy. It kind of looks like a what? Like a tomato. Not tomato. No, before you cut it, kind of looks like a tomato. It tastes like an apple pear. It does look like my arm, my sleeve. We like the bằng đầu cái luôn. Potato. Mà ăn cái gì? Nhiều nào quá rồi. I'm stuck. I'm gonna go to the. It's been a while to eat mom cooking. Yeah, that's what I need to know. Because mom doesn't cook anymore. I am going to go to the basketball. Mm hmm. It hasn't been a while. You cook. You eat your own food. Yeah. But not grandma cooking. My mom cooks for a while. My mom cooks for a while. Or I haven't come. Yeah, I don't know. Yeah, lâu rồi phải mà thèm cháo rồi ăn là con to thơm mừng. Về đây à, lấy trứng chứ không bao giờ ăn cái đó gì chút đi. This is back up on me. Okay. I think the other one is American. Oh, well, I like to use the Asian one because they have the day, they have lunar calendar. They even have. Alright, guys. Bye. What did she do that? So bye bye, mommy. Bye bye. Bye bye, Jesse. Bye bye, Michael. Bye bye, Lynn. Bye bye, Christopher. Bye bye. Bye bye. Love you guys. Make sure y'all check out my knives at www.lovelymimi.com and download my new EP called Life. And see you guys. Thank you for the support. Blow kisses. I always have to get enough.